Thầy chào các em học sinh thân mến. Chào các em đến với bộ môn tin học lớp 5. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thế giới số, chủ đề 3, thư điện tử đính kèm dữ liệu. Mục tiêu của chủ đề này: hoàn tất chủ đề, em có thể gửi và đính kèm tài liệu cho người khác hoặc tải tài liệu người khác gửi đến cho em. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu kiến thức mới của chủ đề này. Ngoài nội dung văn bản, thư điện tử còn cho phép gửi nhiều tập tin khác nhau như hình ảnh, văn bản, âm thanh, gọi là các tập tin đính kèm. Tập tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn 5 MB. Nếu tập tin đính kèm lớn hơn 5 MB, em phải nén tập tin trước khi gửi đi. Nếu tập tin được tải về từ Internet thì thay vì gửi tập tin đính kèm, em có thể gửi địa chỉ trang web mà em đã tải tập tin. Ở đây bên tay trái màn hình, chúng ta thấy giao diện gửi thư điện tử và đây là biểu tượng hình kẹp giấy dùng để chèn tập tin đính kèm. Ở 2 tiết học trước, chúng ta đã biết cách gửi thư điện tử rồi đúng không? Bây giờ các em cùng xem lại với thầy. Sau khi đã điền địa chỉ đến chủ đề, ta thấy nội dung gửi thư. Và nội dung có thể thay đổi kiểu định dạng văn bản như phông, màu chữ. Ở đây chúng ta sẽ có đường dẫn liên kết. Và đây là những tập tin đính kèm có dung lượng nhỏ. Phần kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về những thư có tập tin đính kèm. Thư có tập tin đính kèm là thư có biểu tượng hình kẹp giấy bên phải dòng thư trong hộp thư. Ở hình ảnh này, các em sẽ thấy được các thư điện tử mình nhận được và phân biệt được thư nào có tập tin đính kèm hay không. Các em sẽ chú ý biểu tượng hình kẹp giấy ở đây. Nhấp đúp chuột để mở thư có tập tin đính kèm, ghé chuột vào vùng chứa tập tin đính kèm và nhấp chuột vào biểu tượng hình mũi tên xuống để tải về tập tin đính kèm. Thật đơn giản đúng không? Hoạt động 2: trải nghiệm. 1. Thực hành gửi cho hai bạn một thư điện tử có đính kèm một tập tin hình ảnh, âm thanh và văn bản. Bây giờ các em hãy xem thầy thao tác hướng dẫn. Trong giao diện thư điện tử Gmail, chúng ta sẽ nhấp chọn soạn thư. Ở phần đến, chúng ta sẽ nhập tên hai bạn nhận thư. Ở đây thầy sẽ ví dụ lấy tên hai bạn trong sách nha. Là bạn nabito2310@gmail.com và cc gửi một bản sao đến bạn bukachi@gmail.com. Ở phần chủ đề, thầy sẽ nhập là thực hành. Phần nội dung, thầy sẽ gõ vào nội dung thực hành của thư này là gửi cho hai bạn một tập tin hình ảnh, âm thanh và văn bản. Tiếp đến, nhấn vào biểu tượng kẹp giấy để chèn các tập tin đính kèm. Tập tin hình ảnh sẽ có đuôi là JPG. Tiếp tục, tập tin âm thanh sẽ có đuôi là MP3. Và tập tin văn bản là Word. Vậy là thầy đã chèn xong 3 tập tin. Kiểm tra lại tên người gửi, chủ đề, nội dung và các tập tin đã chèn. Các em sẽ nhấn gửi thư. Sau khi hiện thông báo thư đã gửi, vậy là các em đã gửi thư thành công rồi. Thật là dễ đúng không? Hai nhỏ nén 3 tập tin và gửi cho hai bạn. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách nén 3 tập tin. Đầu tiên chúng ta sẽ quét khối chọn 3 tập tin. Nhấn chuột phải, chọn đến dòng Add to download.ra. Ở đây download sẽ là tên giống như thư mục mà chúng ta chứa 3 tập tin đó. Xong, vậy là chúng ta đã có một tập tin nén.
Tiếp đến, chúng ta sẽ thao tác lại phần gửi thư có tập tin đính kèm. Chúng ta sẽ nhập soạn thư, nhập CC đến bảng thứ hai, nhập chủ đề là thực hành, và nội dung ở đây thầy sẽ nhập là hoạt động 2, trải nghiệm hai nhỏ nén ba tập tin và gửi cho hai bạn. Tiếp đến, nhấn chọn biểu tượng kẹp giấy, chọn đến tập tin chúng ta vừa nén. Sau khi tải tập tin lên, chúng ta chọn gửi và kiểm tra lại trạng thái là đã gửi thư. Vậy là chúng ta đã gửi thư thành công rồi. Đơn giản phải không các bạn? Câu 3. Mở thư của bạn gửi cho em, tải tập tin đính kèm về máy. Em ghi lại đường dẫn thư mục nơi tập tin đính kèm được tải xuống. Ở đây, trong giao diện thư điện tử Gmail, phần hộp thư đến, thầy sẽ nhấn chọn vào thư đã nhận. Ở đây, chúng ta sẽ thấy được chủ đề là thực hành, người rưỡi, nội dung và tập tin đính kèm. Để tải xuống, chúng ta chọn vào mũi tên xuống. Ở đây, nhấp chuột phải, chọn đến dòng Show in Folder để dẫn đến thư mục mà chúng ta vừa tải xuống. Chọn hoặc quét khối phần đường dẫn, vậy là chúng ta có thể ghi lại đường dẫn mà nơi tập tin vừa được tải xuống. Vậy là xong câu 3 nhé. Hoạt động 3. Thực hành. Hãy truy cập vào trang web youtube.com, tìm một bộ phim mà em yêu thích, chép địa chỉ của trang đó, dán vào email và gửi cho các bạn. Ở đây giao diện trang web YouTube và chúng ta có một bộ phim muốn chia sẻ. Đây, thầy ví dụ đây là một bộ phim Tom and Jerry. Ở trên phần đường dẫn thì sẽ chọn hoặc là chúng ta sẽ quét khối. Sau đó nhấn chuột phải, chọn đến dòng copy là sao chép. Qua phần gửi thư, các em sẽ thao tác tương tự như thầy hướng dẫn lúc nãy. Nhập địa chỉ đến, nhập CC, nhập chủ đề, hoạt động 3, thực hành. Và nhập nội dung, truy cập vào trang web youtube.com và gửi đường dẫn cho các bạn. Dưới đây, các em sẽ chọn vào biểu tượng là chèn liên kết. Ở cửa sổ hiện ra dòng địa chỉ web, sẽ nhấn chuột phải, chọn Paste. Tiếp tục OK. Vậy là đã có đường dẫn trong phần nội dung thư. Cuối cùng chúng ta chọn gửi thư. Kiểm tra lại trạng thái đã gửi thư. Vậy là chúng ta đã được gửi thư thành công rồi. Hoạt động 4. Khám phá và chia sẻ. Em hãy mở thư của bạn gửi cho em có kèm liên kết đến địa chỉ trang web. Em hãy mở thử trang web đó. Ở phần hộp thư đến của thư điện tử Gmail, các em sẽ thấy được thư mà các bạn đã gửi cho mình. Nhấn vào để mở thư. Trong thư các em sẽ thấy được đường dẫn YouTube và một bảng xem nhỏ mô tả cho đường dẫn trong thư. Các em sẽ nhấn chuột vào để mở. Vậy là chúng ta có thể xem bộ phim mà bạn đã gửi cho mình rồi. Thao tác này thật là đơn giản phải không các em? Hoạt động 5.
Ở đây thầy và các em sẽ củng cố lại kiến thức. Khi sử dụng hộp thư điện tử tại các máy tính công cộng, hãy nhớ đăng xuất khỏi hộp thư rồi mới đóng trình duyệt web. Nên chuyển các tập tin các em đã tải về vào thư mục thích hợp ở ổ đĩa khác để tránh quá tải cho ổ đĩa C. Giữ cho dung lượng tập tin đính kèm là nhỏ nhất có thể. Chèn siêu liên kết hoặc liên kết URL thay vì đính kèm một tập tin có dung lượng quá lớn. Vậy là bài của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Chúc các em có một tuần học tập thật vui vẻ và bổ ích. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các em nhớ là vẫn phải tuân thủ theo quy tắc 5K nhé. Chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào, hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau nhé. Thank you and see you again.